chào tất cả bà con nông dân và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Thắng Vlog. Hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2020. Nội dung video ngày hôm nay mình xin được giới thiệu chúng ta về những cái tác dụng của nấm linh chi sừng hươu. Thưa các bạn, đây là một cái bình, có thể gọi là một cái bình rượu quý của gia đình mình các bạn ạ. Một loại rượu vô cùng là quý, đó là khẩm nấm linh chi sừng hươu. Đây. Thật ra thì với loại rượu này thì có lẽ chúng ta nghe tên thôi cũng đã thấy rất là quý rồi. Mình đã ngâm cái bình này là được 6 tháng các bạn nhé. Mình ngâm được 6 tháng rồi. Và bây giờ thì có lẽ là sắp đến lúc sử dụng rồi, mình sẽ thấy là cái màu rượu rất là đẹp luôn. Vô cùng là đẹp. Đây, tại quan sát cái màu rượu rất đẹp. Chúng ta có thể là mua những cái sản phẩm này ở những cái nơi mà tin cậy và cần biết. Thật ra thì chính những sản phẩm đất này rất là được làm giả, hiện nay được làm giả rất là nhiều, chỉ vì cái mục đích là thu lợi nhuận. Là khi nhà mua những cái sản phẩm quý này thì chúng ta cũng nên chọn những nơi mà có thể là đáng tin tưởng để chúng ta sử dụng mua những cái sản phẩm này. Có lẽ là cái tác dụng của nó thì không, mình có lẽ không cần nói nhiều, thì chắc chắn là nhiều người đã biết rồi. Cái tác dụng của nấm linh chi sừng hươu là nó vô cùng là quý giá và nó, cái sản phẩm này có thể nói là rất là đắt tiền, như là mình mua một lạng nó với giá là khoảng gần 1 triệu đồng. Mình ngâm vào rượu như này, khi mà ngâm rượu chúng ta cũng nên chọn những cái rượu của nồng độ cao mà nhá, hoặc là thậm chí là tao sử dụng ngay cái rượu cốt chúng ta ngâm thì nó rất là tốt. Và những cái tác dụng của này được của sản phẩm này đối với lại sức khỏe con người chúng ta thì có lẽ không phải bàn nhiều, thì những tác dụng nó vô cùng là quý giá, như là nó có thể làm chữa, hỗ trợ chữa cho tôi bệnh đau lưng, đau nhức xương khớp. Ngoài ra thì nó rất là tốt cho cái những người nam giới, trong việc là bổ thận tráng dương và tăng cường sinh lý. Chúng ta nên chọn những cái sản phẩm này cho những cái ông chồng nào mà yếu sinh lý, thì chắc chắn là bà vợ, nhưng chúng ta là những bà vợ thì cũng nên chuẩn bị cho chồng mình những cái bình rượu này các bạn ạ. Và đặc biệt là cái thời gian mà chúng ta có thể sử dụng được là ít nhất là phải 6 tháng chúng ta mới nên sử dụng các bạn nhé. Tại vì thực ra thì cái rượu quý này thì nó rất cần nhiều những cái thời gian, những cái thời gian mà để cho nó có thể ngấm được hết những cái tác dụng trong những cái sản phẩm này. Video ngày hôm nay mình đã giới thiệu chúng ta về cái tác dụng quý giá của một cái loại rượu, đó là nấm linh chi sừng hươu. Đến đây cũng đã hết rồi. Xin chào
và hẹn gặp lại.